Rồi má ơi, đừng khui má ơi. Cho bà này nè, bà này chưa đi trơn á. Tầm bậy à. Uống ơi, đủ má, tao nhỏ mà uống có sợ. Dạ, giác à. Đủ nè. Ăn da bà cố luôn á. Hên, hên gần nữa. Thánh thật. Một lô mà gió tôi lớn lông gửi được đội nữa. Ai? Ăn da. Chị bảy ơi. Lao. Cầm tới nè. Nữa là ngồi chơi nữa gà sao không có trời ăn rồi cỡ đi sao không chơi nữa nè vô nè thằng ngô được tiện đưa lên mà thấy cái ngoài cái chảo rồi đưa đâu cái chảo nè bỏ tay ra thằng ngồi cho tư hết trơn bay mới uống sao bón vô ngủ hết không ra một cái quay hoài trời uống hoài nè được. Uống đưa lại uống ghét ừ mà anh chết rồi nghe cái nữa hai ba vô tôi bảo hai bạn nói được không chắc ngồi mòn chắc trơn quá nè mà ta sao không có nổi ăn mẹ đi quay mạng cái rồi ăn cơm không ăn hết luôn. Nào giờ thấy đàn ông nhậu chứ chưa thấy phụ nữ nhậu nè. Nhậu hoành tráng, ói ỉa luôn. Là nhậu vô không có gà. Thằng ngu, vợ tôi nó nhậu mẹ vậy nó ăn mồi không, phá mồi. Bọn thân kìa. Trái bị dùng chim nè. Rồi. Trời ơi, như cả chua nằm. Bóc lên đèn bên đỡ bóc hồng ngủ nghẹp nội ơi rồi hết suốt đồ nha một cái lạc hồng hết quần gì lạc để liền giống như cái cửa à hồng ơi cặn cặn rồi nha. Nào giờ mới thấy tình cảnh này. Bài kè bài. Thường thường là đàn ông. Thường thường đàn ông nhậu, hôm nay thấy phụ nữ nhậu rồi đó. Hôm nay bà nhậu quen bớt ai. Nó ở mới nhậu xong mắt nó thì ghê. Dừng vô bữa nay còn thân à. Cạn luôn cay. Rồi, rồi ngồi té hát quần. Bữa nay ở xóm bà xưởng mình sẽ thành tập cái đội phụ nữ nhậu đàn ông phục vụ. Nhậu xong phụ nữ quậy luôn mới ghê, quậy anh chồng mấy anh chồng luôn. Vô gà lát. Đúng hả? Mày đâu. Ghê không? Mày thấy đội ghê không? Thành lập nguyên đội rồi đội tiểu thủ rồi đó. Thôi đâu nhậu đâu ba. Không phải ăn này nè. Ấm thằng rồi thằng đi. Mày mốt. Mày mốt bốn người này là đưa ra tiếp khách được rồi. Từ gió từ sao rồi ngon luôn hai cái cơ nam, nam bây giờ xuống cơ nữ lên rồi ba đã lúc no rồi đó hay nói phụ nữ ấy phải không phụ nữ độ nhậu dữ dằn để phun quay phun màn hình nó quay kìa quay màn hình là sao ok quay như sao thôi từ từ làm đi rồi nào đã rồi năm nghe hết rồi năm lon rồi đâu năm lon wow còn nè lấy lâu đi tức nhầm rồi mười mấy lâu mình chưa gì nữa hỏi mười mấy lâu mình đã gần như vậy mà có năm ra à đúng rồi cả thùng á bởi vì là anh không nhớ rồi em lấy một em đựng lon nè mười mấy lon còn lá ngủ đi lấy ra đi rồi nè rồi rồi làm cái lá này luôn bà cũng mẹ tối đồ mua cái bức nè ở chưa ăn cơm á nè đưa cơm lên nắng cả rớt lại cái đầu của bể thằng vợ tụi nó ăn không rồi thằng ngon mẹ ăn không cay nè nó không xỉn mà nó no mồi á xỉn mồi nè tay cơm nè bén không đại đi bữa nào cũng vậy hả tụi lao lộn xộn quên nào tụi lao đụng mẹ là sao kỳ nữa đó chết mấy gói mạnh hơn á nhậu đi em tối nay em chăm sóc cho nào ông thắng quốc cái khăn này kia đắp cho áo dài vô mẹ đó này nó quậy tôi mệt á mình đó
Gì có gì ông ở chuồng gì ông nội ơi. Cái vườn cu quá. Bắt giác à, không bắt khơi. Đang quay thì nó bậy bạ. Nó cầm cái xem vậy. Cái kiểu này không biết sao mà đăng lên. Nó cầm cái xóa. Má. 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 Uống ngày mai tắt điếc nè ông ơi. Hả? Vậy em nổi luôn á. Ghê kìa. Uống đi em. Nó chạy đó. Mẹ uống mẹ. Mẹ uống mẹ. Mẹ uống mẹ. Mẹ thúi ghê chứ. Tồn luôn tháng dài á. Từ Tết tới giờ nó chưa ỉa vậy đâu. Nó thúi quá trời. Mẹ uống đi cho đi mẹ ơi. Mẹ uống. Mẹ uống chứ. Vô ra bài mẹ uống kẹp ơi. Ai làm? Bên vậy chứ cây. À, mệt đó thì cây sao? Sao ạ? Vậy chứ đâu? Sướng. Cơm nào ngủ say sáng lên quay sớm. Nó, anh mà. Không nào, không chết đâu thiệt á. Không, không nào, không nào. Thì bả thì trời. Không nào. Không nào. Cái hết giờ chạy. Bia tiền à. Không á. Tiền bỏ không? Quá trời, nhậu đi chị. Nhậu mạnh lên. Nhậu bỏ. Không. Rồi, đúng rồi. Là ngồi giống ghi giống giống kiểu ăn nhậu ghê. Ngồi nước lũ. Ủa ba ngậu cũng con ngủ khóc con hết không hay nha, cái không hay nha. Trời ơi, khe lao. Ghê không á, uống cái hết ly. Bà nội thứ này nhậu lại. Chơi nè, chơi lại. Không, tiếp sao? Thôi, bà uống mạnh uống đi. Thôi. Còn cái thằng kia mập ngồi nó không nghĩa là thúi chết màu. Nè. Thôi muốn bằng xe đét đó, muốn quên đi. Không, dài quá thế. Nó thì ngọt ăn không? Rồi ở đó đi ăn không? Máu. Thế mình chứa ra cho ngộ một trời. Thằng ơi nhỏ xả nước kìa mới bơm á. 6, 7. 6 này sao tôi 6 cầm đó, tôi lưỡng cái trời, mình chứa cũng thử ra cho ngộ một trời. Mình sửa ăn xuống thắng hả? Ừ. Mình đã cầm cái xác. Thằng ăn cơm đây. Quay hoài. Khen họ đẹp cái gì. Thằng ngủ nào cũng ách luôn kìa. Nè, nóng rồi. Trời nóng cổ rồi. Nóng cổ. Đang thịt mà đi chứ. Nóng chảy quá, nóng quen rồi. Mình ngủ no quá trời. Lắc kêu coi. Lắc kêu lên nha chị đâu. Chị Bích. Lắc kêu. Lắc kêu nghe, cắn luôn, vô. Rồi lắc kêu ai? Lắc ai? Lắc ai nghe ngay. Ừ, ít nhất phải vậy. Lạnh nè, lạnh biết nào chảnh. Lạnh nhau mạnh lắm. Ngồi cái nước lũ à. Đúng là dân nhân nhậu á. Thánh thần con vợ tôi đỏ mặt mày luôn mà. Gái này quá trời chua rồi. Thần nhậu đúng là dân ăn nhậu nè, mồi không nhiêu dân còn khô không. Mà nhậu bia là phải vậy nè. Không thấy ghê Sài Gòn ghê quá. Ai ngồi đâu đó ông quay tên này. Còn không bỏ nè. Nữa uống. Này vậy. Ăn lên. Tôm nhậu á. Tôm ruột. Tôm ruột dừa ngon. Hôm nay mua tôm nhậu nó đấy. Này là ông con bự ha. Ừ, quá chẳng dân đi nhiều thế nhỉ. Con tư á. Hai cái tay nè, tú. Bụng mẹ có tôm nào bự. Được tôm chứ nhậu rồi. Bộ nha, đi xịt thuốc cỏ. Quậy cái mình. Sao mà có nhậu nào đi, có nhậu đi chữ sao? Đi. Đi hả? Nhiều mấy vụ ngoại á. Đi đến về đâu nhằn đâu. Ừ, đi nằm dậy chỗ nằm đi xem gác á, bằng thon nó cho. Nữa bằng thon nó chết chứ nữa không ai đi. Đường láng mà. Tào lao quá. Báo. Báo. Đấy là tới mà nó đi. Ồ gao không báo không. Đúng thần. Quá này nó ra. Nè, vô. Vô, vô nè. Vô còn đâu vô. Vô. Bắt kêu nha.
lắc vô văn lắc nội ơi, nó hoài kêu mày nó hết kêu nói vô dung vô dung. Bà này có con nào cho tôi khè khè nó này nè. Ủa còn nghe nó uống cái uống ghê không? Rồi. Thôi. Uống nè. Uống tối mất. Nó còn đó sáng rồi đâu cơm. Tối nay sao một trường hợp. Trời ơi uống vậy cho được vô uống vậy ném môi các mẹ. Sao? Tối nay mà vô lắc quất cái lắc cái văn. Nhậu mà chết rồi. Tới nữa đó. Sao lịch mà trời. Ăn giá lên chấm nó rồi. Ngày hứa hôm qua mà hứa với lòng hôm qua rồi. Ngày hết rồi. Hiện cái đầu đi đó. Sao sao chạm sao rồi. Mua thuốc ỉa. Mà đâu đỡ mua đồ gì. Mua về sáng đi chợ. Tại nhậu bia ỉa, tao sáng ỉa. Phải qua là ăn nữa, mua đồ ăn nữa. Ăn tới đây là ăn quay hoài. Vậy. Rồi. Rồi quá à. Bữa lên nhớ bưng qua cho mẹ mà ta. À, biết. Ủa trái dưa hấu rồi chẻ ra luôn mẹ đi. Bên còn trái cho tiếp coi. Trái dưa hấu mà tươi mới ngon nè. Mà chẻ dưa hấu trà người ta. Trái dưa hấu già. Dạ, uống ăn dưa xong trà. Quay cái tô 10 năm. Bển trà mình trà mới uống tối. Sáng uống trà tối ngày. Sướng kìa. Ai luôn cục coi vô. Những thằng ô nhậu ghê, hết mộng rồi. Nhân này rồi ăn cơm đây chà. Nếu mọi người thấy video này hay chia sẻ nhiều nhiều vô giùm. Hãy chia sẻ. Hãy chia sẻ cho thầy đây. Hãy chia sẻ cho thầy. Mặc mâm. Tôi bà không đỏ uống là nhiều. Chào đây. Đi vô vô. Chào khán giả cái nghỉ. Dạ. Đúng rồi, sao? Hello Asuro Moto.